Nít cứ chơi rừng cái đấy để cả láng bị xâm phạm nập hiếp rồi riêng bộ rõ nề rì bí nhạc. Để bàn lùi xa hai xe môn cái nế, các bọt châm nông ở bì bì xa rộp cho bạp. Rồi hốt thiên tật đo mà nét, bàn bạch bong chí vất, nâng mà nét tiết trời bà chôm châm phố mục cho bạp. Hai kia cắt hai nốt bà sân bào chôn ngầm mơ, đài chì nẹ châm nối nâng chì ạ bì chôn. Đực nề rì rong cửa từ môn tì bẹt nốt, rừng cực giáng nâng bàn bàn cắt làng lời. Tại kỳ bái chì khó hai khó tiết. Đòi bác rốt chốn đựng nề đê rong cửa làng từ lửa phân hồng dù cú đai chỉ tì tăng bụ kế tàn tài nạt chụp khỉa. Rồi cọp xạ xóm niên cháu nở lửa phân hồng nụ. Nâng trò lọt một rôn nơi thô mạ đá đôi khi mình vầy cả làng. Ta chôn là mớ mà nực xe màn thà đòi xa tại phía chú phá liếng. Phơ áo tắc phá liếng hô trọ đầy bì lửa phân hồng. Nâng đòi xa tại áp phụ tạ hai trầm lại. Này ca thật lẽ chôn họ bằng chia lên rồi bỏ bỏ rộng mà nè. Bạn thơ ở rừng cơ đây khi tự cảm ní. Trở bằng bà cô cài. Trong điệp số năng sva cũng cảm ơn các chân này xung cài bởi đường khi thực cảm A-Story. Nông dù cú miền tí tăng thật nợ bằng lòng tháng cổng thảo diện. Nâng miền cầm búa trầm bài rồi cài sắp mạch bằng đó. Tôn mục nông dù cú cư chia đầm bằng áp vọt. Hàng nửa bệnh đã miễn ảnh cắt thiệt lõ, xong bay tay ạ kia mà rõi mùi chốn, đại trị đầm nàng tì cà rông tài bẹ, có ách mơ khơi bàn dặn cho bà, tụi bay chỉ miễn chẳng ngái chứ ngay bị khí đo từ 60km cỏ đời. Phần nông dù cú cứ chỉ tì cầm sàn về để trấy rồi bỏ cú xe này cục rụt. Rì ạc nông rõ đời rồng hơi, cứ cho bỏ bị tự ạc này, phần nông dù cú cậu bàn khai tài chỉ tì bằng họ dùm họ bằng chỉ đo bằng nhị dùm. Ngày muối miền bộ rõ nẹ bằng ho dùn ho bằng chia mà nét bàn chuốc nơ rương đo nực xa mà đo mùi. Ngày nốt dùn ho rõ bó kế bàn ho thật lẹ nơ nâng cần lãng đo đá chỉ tràn đòn. Thế vừa ở kế kà miền ả rộng bằng sụp nông chật. Đôi xa bộ sân bào dùn ho miền bằng hà nốt cô bằng cua thật lẹ nơ cần lãng tài mùi được chạy lời. Tại vì hạ đô chỉ miền cầm lăng ở vây mà giáng tiên tùm lẹ dùn ho nụ. Đảm bây ở rụt kê trên mặt chá, từ bị nạch mơ tí tăng đài dùn hò thật lẹ. Tí tăng thật lẹ dùn hò cứ chỉ tí viêm mỗi đống đài khám miên xe mạc đó xong bây tài mỗi đàm. Khó phái bị bạc vẹn chung vĩnh đài miên xe mạc nâng chơ tội đó dàng cả. Mình ta bắn đó nơi miên chơ âm chướng nâng cấp 3 mà nú, lệch chanh bị khăn ông đầy viên nú tiệt phòng. Vừa ai bỏ rõ trên mặt chá dùn hò, phát phây chỉ khăn hơi cô bỏ nhập đó đồng nắng đọc bù lì. Bố lý phần này đi tế phót táng bàn thuộc ca cài bị nật đầy viên đài bà tẹc hơn cho ân mà nô. Rồi cơ bà tẹc hơn nở cồn cho ân đò bênh lánh rồi bò mà nô mà nẹ. Đài miên cầm búa bà màn bùi mạch hàng sập rắm, à dụ bà màn bị sai sắp từ hàng sập chân nằm, nâng chìa phết rầy. Sắp bách nâng sách bàn rồi liê bắt ở tờ hời. Bần tái nâng miên bẩn xo nở sọ trong nôn tịch tuổi. Sau sai sợ đọc bỏ chân rong cửa, thơ lọc bàn liệp bố nâng miên bỏ vang bỏ mán bì bà phê bàm xong tỉ mát từ xàm sập xong tỉ mát. Nơi khăn ông rộn đa đây đai bà tê sập bố lý mạnh bàn xoay rộn khơi nơi xâm lệ bóng bẹ sẽ bày chướng nâng cả bộ ở vầy nụ tì. Đội ní bố lý xa nỉ than tha sạch trê rong cửa mạnh ai cửa thân ạ rồi ơ chướng thơ lẹ bì lưu phân ông bàn lại. Bố xân ba mạnh mên chỉ cả là này ụt bà tập hại. Ta hẹn với ban chia sạch trái rung cửa một sạp khăn ông bây sẵn bạp này. Dùng tam bọt bí sao đọc bọt bí lý bọt một tuần, cạn ở nấy đã chung vinh tí tăng cạn hẹn rưu lực luôn xa xong màn miên xâm lệ bằng bẹ, nâng xâm phá đẹp tọc luôn. Lúc xa bằng chạy thá, xa xóp cứ trở bàn chuồn lòng mớ, riêng châm xâm át tốc đạ rồi chả hời. Từ bằng xa nở trầm riêng cái đồ tế sát. Hai bọt sân bao màn nô màn nẹ đa vùng vến cho thật khăn ông bây rồi chanh màn rồi. Tại kế có một ai cài đấy cọp khuôn ai bàn ổ tì. Lớp bình ít chân rong cửa rất tay một ai xâm rạch khỏi ai khuôn ai cháu. Rút rút tư cọp xâm lạp khuôn khăn rộn đào đầy nút bàn đuổi kìa. Hơi một nốt tên mình nhé. Cô một ai chịn đào đầy thông muối đào mây cọp khuôn ai bàn lời. Bọn bí sao chứ chán có bàn bạp bổ lý được kìa tha. Vị thí xâm lạp khuôn rộn biếm ní. Cứ một ai tư rút. Thay một tên một đài bà tẹt khơi nụ tì. Tam ca thuê của sao vị trái bàn bằng hành thà, nơi lơ là liệt các ba sóc bên sân nam rộng búa, đài rong bì và thổ rừng vầy mà dàng. Tại một hai bận này ca sân nam rộng bò chôn rong cửa cư màn ai xoay rộp hiệp lùm ịt cho bàn loa bàn lời. Chôn rong cửa màn mên sân nam đại xa ở bà tập vẹn hẹt, nâng màn mên xâm lập khuôn. Đội nít chôn rong cửa cư ai trời kê xâm lập.
ផ្នែកនីតិប៉តាំងបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថានៅនឹងទីតាំងប្រទេសសពគឺជនល្មើសបានជីករណ្ដៅដីយ៉ាងធំរួចទើបយកសាកសពជនរងគ្រោះក៏ចូលក្នុងរណ្ដៅប៉ុន្តែដោយសារដីនៅទីនោះមានសភាពរឹងទើបរណ្ដៅដីនោះមានជំរៅរាក់ហើយក្រោយត្រូវទឹកភ្លៀងហូរច្រោះធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់ជនរងគ្រោះលេចចេញពីក្នុងដីឡើងមក តាមការរៀបរាប់របស់ប៉ូលីសដែលចោះទៅកាន់ទីតាំងផ្ទាល់និងត្រួតពិនិត្យក្នុងពេលកាយរណ្ដៅដីនោះបាននិយាយថាពេលដែលខ្យល់បក់មកម្ដងៗក្លិនស្អុយបានជះឈូលពេញច្រមុះយ៉ាងខ្លាំងវាខុសប្លែកពីធម្មតាព្រោះជាទូទៅសាកសពដែលនៅទីវាលបែបនេះគឺក្លិនឆាប់រសាយជាងធម្មតាមិនគួរណានៅមានក្លិនដល់ពេលនេះឡើយ ម្យ៉ាងហេតុអ្វីមុនពេលរកឃើញសាកសពបែរជាមិនមានក្លិនតែពេលដែលរកឃើញបែរជាមានក្លិនទៅវិញប៉ូលីសយល់ថាជនរងគ្រោះហាក់បីដូចជាមានកំហឹងមិនអស់ចិត្តទើបសម្ដែងចេញនៅហេតុភេទប្លែកៗជាច្រើនឡើងមកបែបនេះចំពោះរឿងក្តីមួយនេះផងដែរដំបូងឡើយប៉ូលីសមិនមានសង្ឃឹមនិងពន្លឺអ្វីក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះទេដោយសារតែរាល់ករណីកាតកម្មដែលមានតែក្រុងឆ្អឹងបែបនេះគឺពិបាកក្នុងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះជាខ្លាំង ជាការពិតណាស់ជនល្មើសមានចេតនាបំបត្តិរាល់ផតាំងនិងសម្ភារៈគ្រប់យ៉ាងដែលអាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនក្នុងគ្រោះចោលទាំងអស់បន្ថែមពីនេះក្នុងជំនឿរបស់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់បានជឿថាប្រសិនបើសាកសពគ្មានសម្លៀកបំពាក់នោះតួខ្លាចទៅជាប្រលឹងខ្មោចក៏មិនហ៊ានតាមចងពៀនិងបង្ហាញខ្លួនដើម្បីស្វែងរកមនុស្សឲ្យជួយគេបានដែរព្រោះតែភាពអៀនខ្មាស ដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងបំផុសក្តីជាជំហានដំបូងត្រូវស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះជាមុនសិនដោយនេះប៉ូលីសក៏បានចាប់ផ្ដើមឆែកមើលបញ្ជីឈ្មោះប្រជាជនដែលត្រូវបានបាត់ខ្លួនក្នុងតំបន់ឡុងថាងមុនគេរួចក៏ប្រទះឃើញមានស្ត្រីអភិជនម្នាក់បានបាត់ខ្លួនប៉ូលីសសង្ស័យថាស្ត្រីអភិជនអាចត្រូវបានប្លន់សម្លាប់ព្រោះតែក្រោយនាងបាត់ខ្លួនមិនយូរប៉ុន្មានប្រាក់ក្នុងកងធនាគាររបស់នាងត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខល
គឺលទ្ធផលបង្ហាញថាមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ឡើយរឿងក្តីក៏ត្រូវបានវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងវិញដោយសារតែជនរងគ្រោះនៅសល់តែឆ្អឹងមិនអាចប្រមូលបានស្នាមក្រយៅដៃឬស្លាកស្នាមអ្វីដែលអាចសម្គាល់បានសូម្បីតែការធ្វើតេស្តDNAដើម្បីយកលទ្ធផលតេស្តនោះទៅធ្វើការផ្គូផ្គង រកព័ត៌មានក្នុងឃ្លាំងDNAរបស់រដ្ឋក៏មិនមានDNAណាមួយដែលត្រូវជាមួយនឹងជនរងគ្រោះឡើយដូចនេះមជ្ឈបាយចុងក្រោយគឺចុះសាកសួរព័ត៌មានពីគ្រួសារជនដែលបានបាត់ខ្លួនម្ដងម្នាក់នឹងប្រើប្រាស់នូវថ្មីរបស់ជនរងគ្រោះធ្វើជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះវិញម្ដងផ្នែកនីតិភ័ស្តុតាងបានពិនិត្យឃើញថាបង្គោលថ្មីរបស់ជនរងគ្រោះធ្វើបានតែពាក់កណ្ដាលមិនទាន់រួចរាល់ ទៅប៉ូលីសនឹកឃើញថាជនរងគ្រោះអាចនឹងទៅមន្ទីរព្យាបាលថ្មីដើម្បីព្យាបាលថ្មីដូចនេះមន្ទីរព្យាបាលច្បាស់ជាមានព័ត៌មានរបស់អ្នកជំងឺប៉ូលីសបានចុះសាកសួរមន្ទីរព្យាបាលថ្មីចំនួន 30 ទីតាំងក្នុងតំបន់ឡុងថាងនិងពង្រីកបរិវេណសាកសួររហូតដល់តំបន់យ៉ាងម៉ៃប៉តាគួនស៊ីជូតុងនិងសិង្ហពូសរុបមន្ទីរព្យាបាលអស់រាប់រយកន្លែងតែនៅតែមិនទទួលបានចម្លើយ រីឯប៉ូលីសដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសាកសួរព័ត៌មានគ្រួសារជនដែលបាត់ខ្លួនបានទំនាក់ទំនងជួបនឹងបុរសជាប្តីស្ត្រីបាត់ខ្លួនម្នាក់ក្នុងខណៈពេលដែលប៉ូលីសមិនទាន់បានសួរនាំអ្វីផងនោះបុរសរូបនោះស្រាប់តែប្រាប់ប៉ូលីសថាប៉ូលីសចង់សាកសួរគេពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុងឆ្អឹងនៅលើភ្នំយូគូឬយ៉ាងណាប៉ូលីសមិនបាច់សួររកទៀតទេឆ្អឹងដែលរកឃើញលើភ្នំនោះគឺជាប្រពន្ធរបស់គេឈ្មោះថាអាឡាន លោកបែបនោះពលិភ្ញាក់ផ្អើនឹងងើឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេច្បាស់ថាជនរងគ្រោះជាប្រពន្ធរបស់គេបុរសរូបនោះបន្តថាតាមពិតប្រពន្ធរបស់គាត់លួចមានស្នេហាក្រៅផ្ទះមួយរយៈមកហើយបុរសជាគូស្នេហ៍របស់ប្រពន្ធតែងតែមកទទួលនាងពីផ្ទះទៅដើរកំសាន្តជាមួយតែក្រោយមកប្រពន្ធរបស់គាត់ស្រាប់តែមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញឡើយហើយបុរសជាគូស្នេហ៍នោះក៏លែងមករកប្រពន្ធរបស់គាត់ទៀតដូចគ្នា ទើបគាត់មានអារម្មណ៍ថាចម្លែករហូតដល់ប្រពន្ធបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល10ថ្ងៃទើបគាត់ដាច់ចិត្តទៅប្តឹងប៉ូលីសពីការបាត់ខ្លួនរបស់នាងហើយអ្វីបានជាបុរសជាប្តីមិនទំនាក់ទំនងទៅកាន់ប៉ូលីស24ម៉ោងឬ48ម៉ោង
ជាប្រញាប់ប្រញាប្រដឹងប៉ូលីសតែនេះជាប្តីហើយប្រពន្ធបាត់ខ្លួនទាំងមូលគេបែរជាចាំដល់ដប់ថ្ងៃក្រោយទើបដកដំណឹងហើយនៅពេលដែលឃើញព័ត៌មានផ្សាយពីការរកឃើញសាកសពលោកភ្នំនោះគេក៏មិនបានទំនាក់ទំនងមកប៉ូលីសភ្លាមនោះដែរនៅរងចាំប៉ូលីសតាក់ទងទៅវិញទាំងដែលគេប្រាប់ប៉ូលីសយ៉ាងប្រកបប្រជាថាជនរងគ្រោះគឺជាប្រពន្ធរបស់គេ ក្នុងខណៈដែលរੂគេក៏គ្មានអ្វីមកសំអាងជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ដោយនឹកឃើញថាជនរងគ្រោះអាចនឹងនៅកំពុងតែបន្តព្យាបាលថ្មីទើបប៉ូលីសតម្រូវឲ្យបរិសុទ្ធប្តីសាកស្វែងរកកញ្ចប់ថ្នាំព្យាបាលថ្មីរបស់ប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះរួចក៏ប្រទះឃើញកញ្ចប់ថ្នាំមួយថង់ក្នុងថតតុសំអាងរបស់ប្រពន្ធមិនបង្អង់យូប៉ូលីសក្រោយទទួលបានកញ្ចប់ថ្នាំភ្លាមក៏មានមនីចោះស្វែងរកទីតាំងមិនទីពេបព្យាបាលថ្មី ដំបងឡើយប៉ូលីសត្រូវចោះទៅតំបន់តាស៊ីមុនគេតែក្រោយមកស្រាប់តែបដូរចិត្តទៅតំបន់ចុងអ៊ីវិញរួចក៏បានរកឃើញនៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលថ្មីតូចមួយដែលជាទីតាំងម្ចាស់កញ្ចប់ថ្នាំទុនពេទ្យគ្រាន់តែឃើញកញ្ចប់ថ្នាំភ្លាមក៏មើលស្គាល់ដឹងច្បាស់ថាគឺជាថ្នាំដែលគាត់ជាអ្នកចេញឲ្យអ្នកជំងឺហើយជាចៃដន្យថ្ងៃដែលប៉ូលីសចោះសាកសួរគឺចំថ្ងៃដែលតុនពេទ្យរូបនោះប្រចាំការ ពីព្រោះជាធម្មតាគាត់ប្រចាំការតែមួយទៅពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ូលីសបានផ្ដល់រូបថតរបស់អាឡានដែលថតរួមគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកក្នុងសមាគមឡាយអិនឲ្យតនពេតចងអល់បញ្ជាក់ហើយតនពេតពិតជាបញ្ជាក់ច្បាស់ថាស្ត្រីអ្នកជំងឺរបស់លោកគឺពិតជាអាឡានក្នុងរូបនោះមានបរិមាណអ្នកឈរជាប់នាងគឺជាបរិសដែលតែងតែមកបន្ទាបព្យាបាលជាមួយនឹងនាងរហូតសម្បីតនពេតក៏គិតថាបរិសនោះ គឺជាប្តីរបស់នាងបន្ថែមពីនេះតនពេតបានប្រាប់ប៉ូលីសថាគាត់ចំណាំស្ត្រីរងគ្រោះបានយ៉ាងច្បាស់បែបនេះព្រោះស្ត្រីរងគ្រោះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់និងរៀបចំខ្លួនដូចជាស្ត្រីអភិជនខុសពីអ្នកជំងឺទូទៅយោងតាមការបញ្ជាក់របស់តនពេតនិងរូបថតកាមរស្មីអិចថ្មីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះនិងថ្មីរបស់អាឡានគឺជាមនុស្សតែម្នាក់រីឯបុរសក្នុងរូបដែលឈរគៀកនឹងអាឡាននោះ គឺមានឈ្មោះថាវ៉ាងជិនហឺគឺជាគូស្នេហ៍របស់អាឡានពូលីសបានសាកសួរអ្នកជិតខាងរបស់គ្រួសារជនរងគ្រោះរួចក៏ទទួលបានព័ត៌មានថាពួកគាត់ធ្លាប់បានឃើញបរិសុទ្ធប្តីរបស់អាឡានកាន់កំបិតដេញកាប់បរិសុទ្ធម្នាក់ដល់ក្រៅផ្ទះតាមការស៊ើបអង្កេតថ្ងៃនោះគឺវ៉ាងជិនហឺដឹកអាឡានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ រួចក៏មានចំនួនជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងទើបប្តីរបស់នាងបានយកកំបិតដេញកាប់វងជិនហឺហើយពេលវេលាកាត់ហេតុនោះគឺត្រូវគ្នានឹងការបាត់ខ្លួនរបស់អាឡានដូចគ្នាតាមការសាកសួររបស់ប៉ូលីសបុរសជាប្តីបានប្រាប់ប៉ូលីសថាអាឡានបានស្ទាក់រថយន្តតាក់ស៊ីនៅមុខផ្ទះជិះចេញពីផ្ទះនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃកាត់ហេតុប៉ុន្តែកូនស្រីបែរជាផ្ដោចម្លើយខុសពីឪពុកនាងបានប្រាប់ប៉ូលីសថាម្ដាយចេញពីផ្ទះគឺនៅពេលយប់ ហើយកាលនោះម្ដាយបានឲ្យនាងជួយទេហៅរថយន្តតាក់ស៊ីតែនាងមិនបានហៅឲ្យម្ដាយឡើយព្រោះឃើញថាម្ដាយកំពុងតែស្រវឹងបុរសជាប្តីនិងកូនស្រីជំនុំគ្រោះមានចម្លើយមិនស៊ីគ្នានោះទេតើពួកគេម្នាក់ណាទើបជាអ្នកនិយាយកុហកប៉ូលីសធ្លាប់បានសួរបុរសជាប្តីថាតើគេដឹងឬទេថាប្រពន្ធមានថ្មីចំពើខាងក្នុងបុរសជាប្តីបែរជាឆ្លើយដោយទឹកមុខសោះកក្រោះមិនចាប់អារម្មណ៍ថាមិនដឹងឡើយ បរិជ្ជប្តីហាក់បីដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់ឬចាប់អារម្មណ៍ថាប៉ូលីសរកប្រពន្ធឃើញឬមិនឃើញនោះទេហើយថែមទាំងអូសបន្លាយពេលវេលាផ្ដាល់ព័ត៌មានដល់ប៉ូលីសទៀតផងគេមានចេតនាបិទបាំងរឿងហេតុឬគេមានរឿងអ្វីមួយដែលពិបាកនឹងបរិយាយចេញមកឬដោយសារតែវាគឺជារឿងអសោចក្នុងគ្រួសារព្រោះប្រពន្ធតែងតែនាំប្រុសស្នេហ៍ចេញចូលផ្ទះជាញឹកញយនៅនឹងមុខ តាមការត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសផ្ទះរបស់អាឡានគឺជាផ្លូវតល់មិនអាចមានរថយន្តតាក់ស៊ីបើកបរឆ្លងកាត់ឡើយដូចនេះនាងមិនអាចហៅរថយន្តស្ទាក់នៅមុខផ្ទះឡើងជិះនោះទេដែលខុសពីសម្ដីរបស់ប្តីនាងមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលវេលាដែលបុរសជាប្តីនិយាយថាជាពេលព្រឹកក៏មិនត្រូវគ្នានឹងកូនស្រីយោងតាមហេតុផលខាងលើទាំងអស់នេះ ពូលីសសន្និដ្ឋានថាបុរសជាប្តីច្បាស់ជាសម្លាប់ប្រពន្ធដោយសារប្រពន្ធមានអ្នកទី3ជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែក្រុមយ៉ាងក្រុមតែជាការសន្និដ្ឋានរបស់ប៉ូលីសមិនមានភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាបុរសជាប្តីសម្លាប់អាឡាននោះទេរហូតដល់ពេលដែលប៉ូលីសបានស៊ើបដឹងថាតាមពិតបុរសជាប្តីអាឡានមានមុខរបរជាអ្នកដឹកជញ្ជូនទឹកដោះពពែពេលយប់
hơi mùi thang ngày mùi thang ngày trở đặc trên bị đầm bọn lòng thán tới cánh đầm bọn chỉ tràn tiết đồ chìa dàng máy sinh ú nâng quán ếng chỉ đàm rồi hốt tiếp lưu tớp trở lọc mọc tèo bình mẹ lưu kì trở tới bình to thuê ca xa mạng chất khăn ông xa lá rên bằng thèm đội nếp rút tại phép hốt nới tớ bàn chạy bê vì lìa khổ mà dáng cây à lan bắt luôn bỏ ra chụp đấy trở rập rộng ca nghĩa đâm bài phương hộp bao khả ai khuyên bê xâm ra bản thân bên này, bố lý cậu bàn tựa bỏ rộng miễn bì thật cây xảy lụ tức đọc bộ bè thá dục thằng ngày cạn hai cứ thằng ngày thì bí khai xảy hà chân nằm bì bọn đọc buồn đại à lan bắt luôn nốt đây đọc bỏ niếng nơi thư vừa cả đọc trình chôn thỏa mặt đà bản thân bản nó bố lý cậu bàn xoay rộng khờn bỏ rộng trên nẹ bạc bò tạ xí để bàn đọc à lan trên bì bà tế nè dục nu đôi xong đây đọc bỏ đầy niếng để dây bật mèn từ bỏ rộng trịp đấy trở bàn tụt tua phép xa áp ấm nâng tràn cháo phép xong xay lơ rụt kề đội ní chôn xong xay bật tuộm đài rôn bị rụt khăng trên kế nốt trở bàn thật lẹ từ lơ bỏ rộng chỉ cú xa náy đọc bỏ à lán bình mặt đòn đồng bông lái à lán cơ hoàn tài chế mê bà tế thoa mặt đà tài bật nọ tại đời xa tập đấy miền bạc khai trăm mươi mơn đô la tài vắn rước xa mà nâng bay rôi chiêng đô la xã rộng mạch nông mùi khai từ đám bay bằng thêm trong nô nông tế Alan có chập đàm á chíp trên hẹn lụa rư hai thằng hẹn tìm xa Alan đang quăng trên hớ bằng chụp khí nếc nông cảm thị chụp chung ảnh áp chị bà sắc nông xa là đời xa Alan trên hẹn tìm xa trời ca miền tầm nẹ tầm nông mần nô ở bàn tràn từ quăng trên hớ bàn nai nông ảnh niếng cho nông xa mà cùng lại án trên mùi kì tam ca sắp ứng kết quăng trên hớ nằm bông lái cơ quan tài trên hẹn bài cổ chân cổ lọc bê tông bần nọ cây mốc kê bàn cho hôn chìm mùi nặng mặt phẹt nông á chít bê tông vinh chí vật rõ bọc kê có prai prua prua ca rục xí cả góp chì khlang rồi cậu bàn cho thơ chìa sạc cám nông xa mạc cung lại ảnh cây sko quán trên hớ à lán chập đàm chết tàn khuôn tờ nà mộc nà tè bí nẹ chìm mùi nặng quán trên hớ rồi hộ đẹp cây mơ mốc xa màn thả phụ kê cứ chìp đầy vô bồn kìa xông bê tè bà đầy rõ bọ à lán có kết thà à lán bắt khuôn bị bất tía chứ bác trên nơi chỉ mùi nặng hoàng trên hờ và ta thiết bất bộ kế xuất tay miên cựu xa riêng riêng khuôn tam xong đây đã bỏ xa mà chắc khăn ông xa mà cùng lại án bàn bà bà lý thà môn cho khăn ông xa mà cùng à lán nặng hoàng trên hờ bàn xa qua khăn rùi tờ hai à lán mình chạy bác đột chân từ tờ nà mộc ná hoàng trên hờ chỉ nẹ bác đột chân đặc niềng rồi hốt đó thằng ngày chlong cho nam sạc con này cho nam mùi à lán bàn bạp vòng trên hở thàn niếng chong từ chlong cho nam nơi ở kia mà rồi mùi tròn vòng trên hở bất trị bàn nòm niềng từ hào dục nú bộ kế cậu bàn chập đàm xâm phòn ập hiệp xì chùm rơi chùm mùi khá nía nâng mình miên bụng nón lẹ bằng phần hệt mà hà chún cậu đố chỉ cổ xả lời chấp bùa vòng trên hở kết thà à lán nơi chùm mùi kế bố tài niếng chong miên chì bập hiệp hư hà bần nọ bố kế nơi tài chanh chô chùm mùi bụng đàm thò mà đà tôi bị vắng trên hớ đây là bọn Alan cứ chìm mà nô mình mọt mình cò rương ở vấy có trốn lẹ có nồng chật từ vừa ai vắng trên hớ nâng Alan cắn tại làm thông bị mùi tháng ngày tơ mùi tháng ngày rồi hốt đó Alan hiền nôm vắng trên hớ một đêm nơi bà tia nâng một tụt tù niếng đà lên đó bà tia tôi vừa cực giang rồi bọn bộ kê tháng bí cứ đây là bọn Alan đâng nâng khơn tháng ọ hãy thêm tháng trời bộ kê tháng bí sau chấm ọ nâng bơ nghề thá kê chìa bó cầm xa, cỏ rõ hàm bộ kê có bót, ta kê chong dạng mạch bạc lắng có tập đăng bộ kê có bàn xâm khánh, xong bây giờ con rõ bó bộ kê có một bàn xa ốc cấp bơm bọt tầm bên rõ bó vòng trên hờ ta kê nằm bên ở bài tiết vòng trên hờ, ta anh tại tinh rõ bó ai con tầm bầy rõ bó à lan rì ép đây à lan mơ khơi thật khó luôn bất chì bằng ai miên là tập hiệp đó rồi bỏ thằng nô ở con bán từ ban trâm tại trốn tụi bây chỉ trời kì mưa nghe dàng nào có đòi à lán thì lọc bán xong lèng lè tại bỏ rõ chếp đấy để xa tay bên trong ở con khai chỉ có mình gặp bìa bạch bạc cổ xa tụi bây à lán bán ai con hai quán trên hơi chếp bá trong bộ mục kê có đòi có kê nơi thầy bạc để xa cả xa xong lèng lè quán trên hơi thì lọc bán bạc à lán thà bạc phụ nó bỏ kê cạn mà hà rịt rùa mình chung nụ tì đội ní ao niếng công bà rầm tay du du tới à lán có trom rong chăm thiệt lệnh bàn niếng mình trời ca thua chỉ xây sân ai đã bỏ kê lai niếng trời ca ai vòng trên hớ lên propun một điệp ca cho môi nàng niềng vòng trên hớ mình đai miên cầm nứt trong lên propun rồi bỏ kê nụ tê tớp kế che tay của họ niếng chỉ hồ hài hời đời xa tại mù là hai ní bộ kế có chua bỏ cây chỉ môi nàng khí chỉ rời rời
Krai khơi thả lán chập đàm lèn cọp cọp bàn. Wang Jin Hee có chập đàm đọ luôn ở ngay bị niêng mà đòn mình tịnh. Tại tung vơ là Wang Jin Hee bay chỉ vơ ao à lán rất tài khăng dậm bà. Dùng tam để chất khang là bọn à lán bàn pháp lý thà. Thu ban lư à lán để dây tù rồi sắp chua vào cây khnết chỉ mùi nồng Wang Jin Hee. Rẻ Wang Jin Hee Krai mốc rò bè để khơi thả cư chỉ lệ là bọn à lán cư kế mình tù rồi sắp lại. Rồi hốt đo giúp thằng ngày thì bí khai xe hát cho nàng bị bọn đọc buồn. À lán gọc bàn tê hai rộn dân tạ xin một cướng, một tổ tùa niếng đầm rõng tập tê hạ bọn Wang Jin Hee. Tam ca rịp rõ rộn này rút tạ xí bàn này dây thà giúp nụ. Cốt bàn đặc chôn rộng cửa, nâng chôn chăm chôn rộng cửa cho bác, bố chôn rộng cửa, sẽ liệt bẹ đổi áp bị chôn, thay bái chỉ chênh bị phơi tội nụ. Tụ bây miên chẩm ngói không chất tay cốt bàn bàn xu nôm niềng lời. Rồi hốt tự đo cậu đái cốt cậu bàn bàm niềng thà. Quan rong cham đỏ niếng chụp tẹt bắn từ quát bạc đội chân chạ chành bị prua giúp ngổ ngật hai quát ban khơi niếng dọc tê lệ bình chia bạc thuê rọ bóng chụp tẹt thịt phồng từ nẹt bạc bò tạ sĩ cật thà tam bất niếng chanh bị trọ tội núp mốc trò lóc một tẹt vinh bẩn nò prua tẹt đầy niếng chỗ cư chia đầm bón nẹt miền lý ban phơ ca chai mơ tam đa nằng ca thuê đầm na rọ bò đội chân tạ sĩ ruồi cô bị tẹt khơi thà cô đai được bọn ảnh lán để giúp cậu bạn luôn cứ chỉ bắt tế được bọn Wang Jin Hee nó không về lý mong bí năng xam sợ mùi để tì dục rồi lê tu rút sắp để niêng tầm lẹ tầm nông trong cậu kế cô chỉ lệ được bọn Wang Jin Hee ảnh lán cho bắt tế Wang Jin Hee rút cậu bắt đàn nâng mình trời bàm bắt tế khớn chạy tranh bị bắt tế nụ lời xe ba tu rút sắp cậu bắt nơi tì nụ sự ca mập hiếp nâng ảnh lán bắt tố trời bàn bắt nơi trầm niêng cho được không bắt tế được bọn Wang Jin Hee. Đối với Wang Jin Hee, ai chỉ chôn làm mới giang bất bỏ cọt. Đối xa tại Krom Prom Mật Toán, bàn lụi sẽ đạp tù xạm đăng thà Wang Jin Hee nâng trời chạy tranh tờ protection. Đối với bà lý bà rong khá lại Wang Jin Hee rốt kịch khá luôn, nụ cho bà chỉ vì vô. Tờ bà xâm rạch chất cho chạp khá luôn kế, môn kế tranh sẽ cảm mập hiệp. Bà bôn Wang Jin Hee mình cảm phát phái để khơi bà lý mọc đọc tè. Khó phí Wang Jin Hee nơi mình sẽ hiệp sẵn ngập sẵn ngặt. Trong buông mốc ca xua chùm lai được bác bố lì, đồng bông lái Wang Jin Hee nâng cổ xa bàn bạc đi xa thá, mình đấng rương ở vầy lời. Bộ kế chlua bỏ cây kênh mên, tại bình tổ mốc à lán rụt tờ ná kế mình đấng đuổi kênh. Mà giáng kế khan tẹ tôn niếng chỉ dù mọc hài. Khơn thà tiền Wang Jin Hee bỏ bốn nâng cốn xuất tại mình tổ tù score, tờ bố lì trở bà vị thí, cách phát đánh bộ kế ở nơi đòi lại bị kênh. Đảm bây bà bà cho tất xác tờ lơ bà bốn nâng côn Wang Jin Hee ao thôi mốt xa đập hiệp. Hồi bên nút tụ bây Wang Jin Hee bạc đi xa mà này ánh cổ khả miệng bỏ nhau. Bà lý bàn xoan đi than tha bà thay là vệ môi nút. Cứ chỉ tì tăng cả hai đồng bồn. Tự đầm rơ ao bà lý chùm nến bà này để tệ bỏ tàng cho thư vơ ca trụ bình nất nhàng dục chất tục đạc. Chỉ trong cái bà lý chùm nến của bà bà thay khơi đàn trên tô chỉ trán nơi lơ trình trang trận đà làng bị chuan tì muối tới chuan tì pì nâng nơi lơ bị đán lơ trận đà. Bên thay bình nít bà lý có xoài rộng khơi bà thay cầm đàn chìm chỉ trán không bà này cả ấy càng cái rụt chôn bà Wang Jin Hee. Bà 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 Wang Jin Hee mình cả bà nhạc bà nâng phát phê chì khăn bà bà nếng mà nâng xe màn thà còn lòng phát tờ bày khai chiên tờ hói. Bố lý nơi tại ai chỉ phải rộng khớn đàn chim tội tội chẳng lúc tiệt bàn. Bà giang là tập hồ tệ điện ế của bàn bằng trẻ phòng đại thà cực chí rộng bỏ chôn rộng cửa. Tụ bây chí sát rơi khăn lớn thuộc bàn bạp bà lý thà chim đằng lúc cư chỉ chiếm rộng bỏ côn bỏ rộng bỏ chương bằng do tốt ở đời. Bố viên bằng ai bên chiếm bằng tiết lang đo bị đàn bà tế bán nụ tề. Đó sẵn kết khơi cho các mập hiệp năng cập kệ đề dạ rộng bỏ bồn Wang Jin Hee phay phay bà áp áo tờ bố lý xâm rách bà cho tờ xa phá lợi chất tờ lờ niêng môn kề. Tam ca tam đàn chứ xâm ngắt tờ lờ bà bồn rộng bỏ Wang Jin Hee bố lý bà tè khơi thả niêng cư chia sạch trầy mê bà tè đò xa mánh nâng chê mặt đai đò xa lộn bồn mà nẹ. Rộng bà niêng tay tay tờ vị hía thoai bằng gồm bà chung côn tờ xa lá nâng thờ ca nghe bà tè. Propon Wang Jin Hee chỉ mình nụ để slot bột miền chủ trì và thóa mình tha chỉ mùi nắng cốn rưu nẹ đồ tay lời. Tại hẹn với bàn chỉ niêng chùi lẹ nở rương à cầm băng rồi bọc đầy nâng tư tua dốc nơi ẩm bơ phất các bọn rồi bọc đầy nâng tử vinh. Sức trời chỉ propon rồi bọc Wang Jin Hee xu trom lẹ rương cực giáng gọp rụt thành niêng chân rẹ xa cổ xa mùi đi ai nơi cùng vùng
nâng đo cổ xa đó bênh lên muối tự áo con bẩn nọ. Và vậy đại nương tự tụ bán cực bái chia phiệp các bọn mà đoàn hai mà đoàn tiệt. Rồi hốt trên tự đo miền cả đoàn này kể tự cầm. Rì ai tam xâm đây rồi bỏ lục bẩn lý tự cổ lõ đài cho rùm khăn ông ca sự bằng kết kháng lỡ. Bạn đi dây tha, miền dụng mùi, môn bê cho tự chập luôn vòng trên hờ nơi bất tiền bỏ kế. Lúc bạn được sắp khơi nơi hạt ca mùi. Nó cứ tự tập hiệp mũi để lúc bạn đào cho tập tế cho tìm bí rồi bỏ vòng trên hờ. Lúc có bạn chụp năng bộ phân rồi bỏ vòng trên hờ đã cầm phung tay chấm ẩn mà hôn. Bên lúc sắp trời bộ phân bạn xua quả thà quát một mình cả vầy. Hai lúc đó có bạn trả lời từ vành thá khi nhóm một làm bay ở vầy nẹ đăng cho bà hời. Phim lúc nên có bạn đào tự bao thuyết tu tự cọ bằng hành lộn. Cái mốt ngày để cơm được bỏ lúc cho tới chạp luôn vòng trên hớ. Lúc bàn chuộp nâng khơi rụp hiệu rồi viên lúc nâng bỏ bồn vòng trên hớ. Đôi khăn nông sụp bánh được bỏ lúc bạch bật. Lúc lúc có bàn chụp rừng hai khăn nông dù sọm nút thật bạp mật rùm ca nghiệt bỏ lúc. Bỏ lúc dù lúc thà bỏ hai chân rong cửa trong bạp thà. Côn sao chạy vì ạ cầm bằng khăn rừng tại đây ní. Cứ chia bỏ bồn được bỏ vòng trên hớ. Bỏ bồn vòng trên hớ bàn rịp rộp thà dụp thằng ngày thì bí khai xe hà chân năng bị bỏ đập buồn. Alan ban mọc bụt tè rập bò bụi niềng, khăn hông sạp hiếp sở vầng. Hồi niếng các bạn đào châu khó bẩn tụm, đào châu lóm châu bẩn tụm rập bò côn bò chụp bông vang trên hờ tờ huynh. Châu đó bẩn tụm liếm, Alan có chê bẩn tịnh vang trên hờ màn chụp. Côn bò chụp bông rập bò vang trên hờ lư xâm lến có bẩn nhạc mốc khơi như Alan. Rút cục các miên ca châu lòng bị xâm đáy đằng kia dàng tăng sở sài cò. Tam ca bệnh trẻ rồi bỏ bố lý, Alan mình mến tớp tài từ lô lá nợp tè hoàng trên hờ nụ tì. Tam bất niếng thlọp tờ bị bệ đòn rụi tờ hời. Rị ai con bỏ chú bông rồi bỏ hoàng trên hờ, cô thlọp bàn chú lúa nâng cầm riêng Alan vĩnh. Mình áo mộ rồi nhảy khăn ông tè rồi bỏ bụi kê tiền. Tại dụng nụ Alan bay chỉ từ chê lô lá tàng dụp, thơ áo con bỏ chú bông rồi bỏ hoàng trên hờ, đại tớp tài miên vây chùm túng, nâng chỉ sơ vị chi lai phong nụ khăn xâm bà chỉ khăn. Rồi cậu bàn sở vã chạp dọc đầm bông vì con ba bẩn đá. Chạp ốc á lán cho phi bẩn tục rộ bọc kế để nơi tròn thịt bấy. Cho thật căn tròn cáo bẩn đá. Xâm lên bật tế bật tung khá có lưu đo bật đầy bật bồn hoàng trên hớ. Đại sẽ thật nông bẩn tục tròn thịt bì. Hoàng trên hớ đăng thà á lán mọc rộng rương rộng khan bật bồn con kê tàng dục. Thôi ở kế miên cầm hăng chỉ khăn. Bố kế cất thà kế ba nị dây chỉ mùi niên khăn ông tù sắp dàng chập ba hai tha bảy kỳ nìa tại niếng nơi tay một rộ rương khuôn tiện tớp stu từ chạm ô Alan áo chanh bị tế hạ bỏ kề tại Alan mình bỗng chanh lại khởi bạm nu hoang trên hớ có rốt trô tập tế hạ bái vô cầm bật chụp lại chớ bầm rong từ chạy Alan tại trợ ban bỏ bốn sài ở con bỏ đần đàm cầm bật mọc huynh cầm bật trợ ban đần đàm ban đào con bỏ đi ai vong trên hớ có sổ va ban đầm bong vì con bái vì con bỏ mọc huynh. Rồi viên từ lời các bà bỏ Alan bị khẳng khói, bài chênh chiếm, sẵn lọc sẽ đọc sẵn đằng. Khởi bài bắt đầu bắt đầu hoang trên hớ, miền bông nông trong bắt đầu bởi lì, nâng bắt đầu bắt đầu nôm Alan tâm một tí bẹt. Tại hoang trên hớ chá lòi thà, bắt đầu bởi lì nôm tài rồi nhảy. Kế nâng đất Alan tâm một tí hạt bỏ niềm vĩnh cứ bàn hời. Rồi cô lực bay Alan đã lờ cả ấy phần này khẳng khói rụt chún, nâng ai côn bỏ chú bóng ông côi chỉ mùi, ai rụt kế chỉ nẹ bà rụt chún. Rốt dôn bác đo bẹc ngàn áp lờ, Alan sẵn tập nhẹ làng, rồi chút tốt tư cho bạch cô hoàng trên hờ. Rỉ ở con bó đo chong chui ở bốc có tờ khám rộ bố đầy. Hoàng trên hờ có tờ Alan cổ nhai rộ bố có đuổi khỉa. Đôi xa bác lờ sẵn ngạc phóng, nâng cầm hân phóng, hoàng trên hờ kết khơn tầm giáng cử ai Alan bạch bị lờ lột nì. Rồi kế có bàn bọt rốt dôn làng tập nông dù cù. Hoàng trên hờ bàn ai con bó chăm nực nông rốt dôn. Rị ai kế bàn chăm ô Hà Lán cho về đột dũng rồi chọc bạch co niếng rô hốt niếng lại cầm rạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi bình to chị rồi đáy đầm bày cọp niếng tại mình này anh. Rô hốt đồ mong pram plư, tớp trò lọc bọc tè vinh. Bọc tè phím, bọc bọn vòng trên hớ gửi xuất đầy tha Hà Lán chẳng nào từ hồi. Mình nôm niếng tên mình tì bẹt được tì. Tại hoàng trên hớ, bài chỉ cháu thá, kể bán nôm Alan từ căn gần lại để niềng cho chật bằng phật. Tam bất phân ông dù cú cứ chỉ cần lại đài Alan cho chật một mơ tê sập hiệp bê đề trái chì mùi nâng hoàng trên hớ.
hai bà sân bà giúp nụ hoàng dân hơ trở rơ sẽ đam tam xâm đầy bà bà bốn nụ bà hai chị khuyên rừng thông bạp đi lại bì bà phá lời đại trạ chanh bì bà hoàng dân hơ cứ chì phá lời bài chị buồn bọt chuyến làng phân nông dù cú bọt sẽ đám tờ mình tì bẹt tại hoàng dân hơ bài chì rơ dọc bọt chuyến làng phân nông bật ngay bằng tốt khảo cạn hẹn hoàng dân hơ bà gửi dùng tật vừa cá nâng chụp liêng chì mùi xa mà cùng lại ảnh đôi thoa mạ đà ក្រេនូមានមិត្តភក្តិក្នុងសមាគមបានឃើញរបួសលើករបស់វ៉ាងជិនហឺហើយវ៉ាងជិនហឺបានប្រាប់មិត្តភក្តិថារបួសពេលធ្វើការតែបរិសុទ្ធមិត្តភក្តិគិតយ៉ាងណាក៏មិនយល់ថាស្នាមនោះអាចកើតឡើងដោយសារតែការងារបានឡើយតែវាហាក់បីដូចជាត្រូវមនុស្សក្រញ៉ៃច្រើនជាងរហូតដល់ពេលដែលប៉ូលីសទៅសាកសួរនៅសមាគមទើបគេនិយាយរឿងនេះប្រាប់ប៉ូលីសសវនាការលើកទី1បានកាត់សេចក្តីឲ្យវ៉ាងជិនហឺជាប់គុកមួយជីវិត តែក្រោយឡើងដល់តុលាការកំពូលការកាត់ទោសក៏មានភាពប្រែប្រួលដោយសារតុលាការយល់ឃើញថាគឺជនរងគ្រោះត្រូវលោឡារោគរឿងនៅផ្ទះជនល្មើសមុនធ្វើឲ្យជនល្មើសខឹងសម្បាបាត់បង់វិចារណញាណមួយពេលរហូតឈានដល់សម្លាប់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែពេលនេះជនល្មើសនៅក្នុងគុកបានសរសេរនៅធម៌ជាច្រើនជូនដល់ជនរងគ្រោះព្រមទាំងមានការសោកស្ដាយនិងយល់ព្រមផ្ដល់សំណងដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះទៀតនោះ ចុងក្រោយតុលាការក៏សម្រេចសេចក្តីកាត់ទោសឲ្យជនល្មើសហ្វាងជិនហឺជាប់គុកដល់5ឆ្នាំនិង8ខែព្រមទាំងបញ្ចប់រាល់ការប្តឹងឧទ្ធររីឯកូនប្រុសច្បងរបស់ហ្វាងជិនហឺដែលបានចូលរួមក្នុងហេតុការណ៍ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យចូលក្នុងបន្ទាយអប់រំរបស់យុវជនសូមជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា